Thưa quý vị và các bạn, tối qua ngày 31 tháng 12 năm 2019, tại Cục Thuế tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị động viên các cơ quan đơn vị thực hiện tốt công tác khóa sổ cuối năm ngân sách 2019. Tới dự có các đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các đơn vị thuộc khối tài chính của tỉnh, lãnh đạo một số doanh nghiệp tiêu biểu trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 16.027 tỷ đồng, đạt 124,6% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, thu nội địa đạt trên 12.227 tỷ đồng, đạt 127,8% dự toán, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm 2018. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt trên 3.800 tỷ đồng, đạt 115,2% dự toán, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018. Chi ngân sách nhà nước bảo đảm chế độ chính sách và tiết kiệm. Tiếp đó, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Hưng Yên, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Hải quan Hưng Yên báo cáo tình hình thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 và đề xuất giải pháp hoàn thành nhiệm vụ năm 2020. Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ biểu dương những nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong khối tài chính của tỉnh đã hoàn thành tốt dự toán thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh, đồng thời yêu cầu các đơn vị cần phát huy kết quả đạt được của năm 2019, tiếp tục hoàn thành và vượt mức dự toán thu nhiệm vụ chi ngân sách nhà nước trong năm 2020. Ghi nhận biểu dương các đơn vị trong khối tài chính của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, thực hiện dự toán về số thu chi ngân sách nhà nước là chỉ tiêu quan trọng đối với tình hình phát triển kinh tế xã hội địa phương, qua đó đánh giá chất lượng, quy mô phát triển kinh tế của tỉnh. Việc hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2019 có ý nghĩa rất quan trọng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo đà cho thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Tốc độ thu của chúng ta năm nay tăng trưởng trên 28% một năm. Xuất nhập khẩu của chúng ta đến nay là đã cán đích tới 3.800 tỷ. Là một trong khoảng độ 15-16 tỉnh có số thu xuất nhập khẩu là lớn nhất cả nước. Có được cái đó thì phải nói là không những là năm nay chúng ta quyết liệt chắt chiu từng ngày từng tháng, tỉnh ủy nghe, rồi lãnh đạo ủy ban nghe, rồi của cả hệ thống chính trị và đặc biệt là đánh giá cao cán bộ công nhân của các cơ quan kinh tế tổng hợp đã lao động hăng say về hết mình. Phải nói với tinh thần sáng tạo, quyết liệt nhưng mà hiệu quả. Phân tích chất lượng về cái thu của chúng ta thì từ nội địa thì báo cáo chỉ là cái thu từ đất chúng ta là như vậy, là nếu mà trên tổng thu thì chúng ta là chiếm khoảng 23% từ đất. Thì cái số liệu này là tôi cho rằng là tốt. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phát huy kết quả đạt được năm 2020, các đơn vị cần làm tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, điều hành, thực hiện tốt nhiệm vụ thu chi ngân sách nhà nước, tiếp tục làm tốt công tác nuôi dưỡng, khai thác hiệu quả các nguồn thu, thực hiện thu đúng, thu đủ và kịp thời vào ngân sách nhà nước, quản lý chặt chẽ chi ngân sách, bảo đảm cân đối ngân sách các cấp tiết kiệm, hiệu quả. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Đỗ Tiến Sỹ và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng tặng hoa chúc mừng, động viên Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc Nhà nước và Chi cục Hải quan Hưng Yên vì thực hiện tốt công tác khóa sổ ngân sách nhà nước năm 2019. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng trao bằng khen tặng 4 doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong thực hiện chính sách, pháp luật và nộp thuế năm 2019 là Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Bia rượu nước giải khát Hà Nội, Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Kinh Đô miền Bắc, Công ty Cổ phần Thương mại Bia Hà Nội Hưng Yên 89 và Tổng Công ty May Hưng Yên.